nên là ông Đào Út đang thiết kế một cái tác phẩm rất là độc lạ. Hiện tại là Văn Hiệp chưa biết nó là tác phẩm gì, quay cho quý vị cùng tham quan cái phần thô. Chưa biết là tác phẩm cuối cùng nó sẽ hình thành nên một cái bức tượng, hay là một hòn núi, hay là một cô thôn nữ, hay là một con trâu con voi, thì bây giờ Văn Hiệp cũng chưa hình dung ra được. Đấy. Chỉ có thể đợi đến kết quả khi ông Đào Út hoàn thiện xong hết